Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mobile City. Xiaomi 11 còn đáng mua hay không? Redmi K60 với cả Realme GT Neo 3 thì máy nào đáng mua hơn? Liệu chiếc Redmi K40 còn chơi game tốt khoảng 2-3 năm? Tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay nhé. Bắt đầu thôi. Trước khi bắt đầu, vẫn xin các bạn 30 giây quảng cáo. Team chúng mình có một cái Shopee tên là Mobile City Meta Store, chuyên bán phụ kiện điện thoại như kiểu là sạc cáp này, sạc dự phòng, tai nghe không dây, sò nóng lạnh, 3 mức giá rẻ nhất Việt Nam luôn. Trên đó thì bọn mình cũng sẽ bán cả điện thoại nữa nhá, full bảng vàng của Mobile City. Những bạn ở xa không đến shop được thì có thể mua tại Shopee cho nhanh, được chưa? Và vào 20:30 tối hàng ngày ấy, mình sẽ live stream trên cái Shopee nhá, để giao lưu với các bạn này, giải đáp câu hỏi cũng như sale một số mã máy, được chưa? Các bạn nhớ theo dõi nha, link shop mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Quay trở lại nội dung ngày hôm nay, câu hỏi đầu tiên: Xiaomi 11 có đáng mua không anh? Nhu cầu thích chụp ảnh này, thích xem phim là chính, thỉnh thoảng chơi Liên Quân, ok không ạ? Em cảm ơn. Rồi, với chiếc Xiaomi 11 thì hiện tại máy cũ đi, mức giá loanh quanh khoảng 5,x triệu đúng không? Thì bạn lưu ý giúp mình hai vấn đề nhá. Thứ nhất này, nổi tiếng ngày xưa là bị lỗi wifi nhiều đúng không? Và để mà sửa wifi ấy, thì các bạn sẽ phải động chạm tới main nha, sửa rất là khó. Sau này ấy, thì có một lô Xiaomi 11 mới, date cao hơn, nó sẽ không bị lỗi wifi nữa. Thì đó, nếu mà mua ấy thì bạn cố chọn cái phiên bản date cao nhá, chứ còn nếu mà dính phải date cũ thì khả năng bị sửa chữa rồi rất cao. Và vấn đề thứ hai, với chiếc Xiaomi 11 thì con chip Snapdragon 888 nó khá nóng nha. Hiệu năng thì ok nhưng mà đó, nóng quá, dùng cơ bản nó sẽ khó chịu. Còn đâu những trang bị còn lại của chiếc Xiaomi 11 ý, rất ok trong tầm giá 5,x triệu nha. Màn hình của máy rất xuất sắc luôn, màn cong độ phân giải 2K, độ sáng 1500 nit, hiển thị rất tuyệt vời, bạn xem phim thì quá sướng. Bạn thích chụp ảnh thì máy cũng ok nhá, tại vì camera 108 chấm này, cảm biến to, nó tương đương so với cả chiếc Xiaomi 10S, nhưng mà cái chống rung với cả lưới nét ý, thì nó sẽ ok hơn so với cả 10S nha. Pin của máy là 4600 này, đi kèm với cả sạc 55W, ok rồi, có cả sạc không dây 50W luôn, xịn chưa? Và đây là một chiếc flagship, vậy nên build của máy rất là chắc chắn nha. Khung kim loại, hai mặt kính, cầm rất sướng. Nhưng mà đó, lưu ý giúp mình hai vấn đề. Thứ nhất, đừng mua máy đét cũ, kiểu gì cũng sẽ bị sửa chữa rồi. Và thứ hai, con chip 888 thì dùng nó sẽ hơi nóng. Đến với câu hỏi thứ hai, K60 với cả GT Neo 3, máy nào đáng mua hơn? Rồi, bạn so sánh hai chiếc máy mức giá khá khác nhau nhỉ? Redmi K60 thì đắt hơn Neo 3 phải tầm một củ cơ, gần một củ. Tuy nhiên với chiếc Neo 3 thì cũng sẽ có điểm hơn nhá, đó là về camera. Phần cứng của chiếc Neo 3 thì ok hơn, cảm biến to hơn này, thu sáng tốt hơn. Cộng với cả thuật toán của Realme cũng sẽ đẹp hơn so với cả Redmi, vậy nên ảnh chụp ra thì Neo 3 sẽ đẹp hơn chiếc K60 khá là nhiều. Nhưng mà những trang bị còn lại, ví dụ như màn đi, Redmi K60 á, hiển thị thì tương đương nhưng mà độ phân giải cao hơn này, độ sáng cũng sẽ cao hơn. Về chip thì K60 sẽ là con chip Snapdragon 8 Plus Gen 1, mạnh hơn Neo 3, Dimensity 8100 rất nhiều bạn nha, chắc phải tầm 30%. Đó. Hiện tại K60 thì quẩy ôn game marketing, trong khi Neo 3 thì cũng ôn game, nhưng mà Genshin ấy thì các bạn chơi trung bình thôi. Pin của chiếc K60 cũng sẽ trâu hơn nhá, 5500 cơ mà. Neo 3 thì phiên bản cao nhất ấy sẽ chỉ 5000 mà thôi. Còn đâu thì lo ngoài hai máy xem này, sạc chiếc Neo 3 sẽ cao hơn 80 hoặc là 150W, nhưng mà bù lại K60 sẽ có sạc không dây nha. Và hiện tại phần mềm của hai máy thì đều có ROM quốc tế các thứ rồi, áp sang dùng là máy chính ok. Nói chung giữa hai chiếc máy này thì nếu các bạn thích một chiếc máy chụp ảnh đẹp ấy thì mới lấy chiếc Neo 3 nhá. Ưu điểm là mức giá rẻ hơn khá nhiều. Còn nếu thích chơi game, thích pin trâu thì lấy chiếc Redmi K60. Chuyển sang câu hỏi thứ ba, Redmi K40 cũ giờ mua về choi hát PUBG còn xài được 2-3 năm nữa không anh? Em không quan trọng cam lắm. Ok. Công nhận là cam của K60 thì cùi thật. Với con chip Snapdragon 870, mình thấy để mà chơi choi hát PUBG ấy sẽ trụ được khoảng tầm 2 năm thôi nhá. Tại vì sau 2 năm thì nó ngang với cả Snap 855 mà. Hiện tại 855 thì chơi PUBG vẫn khá ổn áp. Nhưng mà đó, sang năm thứ 3 sắp xỉ ngang với cả Snap 845 thì vẫn chơi được PUBG nhưng mà sẽ không choi hát được nha. Khi đó thậm chí bạn sẽ phải để đồ họa thấp một chút. À, vậy là chơi được thôi chứ không phải quá ngon. Còn những trang bị còn lại của chiếc Redmi K40 thì ok. Màn hình E4 của Samsung hiển thị đẹp rồi này. Hai loa chơi PUBG ok. Pin sạc ổn. Có ROM dùng rồi, áp sang dùng là máy chính ok. Nhưng mà đó, lưu ý giúp mình cái vụ hiệu năng của Snap 870 nha. Quẩy PUBG choi hát thì 2 năm thôi. Rồi, vậy thì các bạn thấy sao về câu trả lời của mình? Có đồng ý hay không? Cũng như còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại comment phía bên dưới. Link mua tất cả các máy trong video ngày hôm nay, mức giá rẻ nhất tại Mobile City, mình sẽ để dưới phần mô tả, cũng như bình luận game của video. Giờ xin chào, bye bye. Thank you.